từ những mặt hàng nông sản dị biệt đến những mặt hàng nông sản có chút giá trị, nhưng lại có những biến động giá cả bất thường khiến nhiều nông dân cũng như nhiều thương lái Việt Nam bỗng chốc rơi vào cảnh mất trắng tiền bạc và tài sản. Vậy những mặt hàng dị biệt này được sử dụng làm gì? Và ai là người được lợi từ những vụ mua bán bất thường này? Những câu hỏi này đã được đặt ra từ nhiều năm nay nhưng hiện vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Trong chương trình Thời sự tối nay, phóng viên Quang Huy vừa có chuyến đi các tỉnh miền Tây Bộ để tìm hiểu điều tra về vấn đề này sẽ cung cấp thông tin chi tiết. Xin mời phóng viên Quang Huy ạ. Vâng, xin cảm ơn chị Vân Anh. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay thì tôi sẽ xin kể lại những thông tin mà chúng tôi thu thập được từ những người nông dân, từ những thương lái bị phá sản khi rơi vào vòng xoáy này. Những thông tin và những số liệu chúng tôi có được từ các cơ quan chức năng để đặt ra một câu hỏi về nghi vấn làm giá nông sản. Như quý vị đã biết, ở Bến Tre, trong những ngày này thì dừa khô đang được các thương lái nước ngoài thu mua mạnh mẽ. Hãy khoan nói về giá cả hiện tại là những thiệt hại do các thương lái gây ra cho doanh nghiệp và địa phương. Nhưng năm ngoái, tình trạng thương lái nước ngoài thu mua dừa khô cũng đã diễn ra. Giá mua dừa khô đã có lúc được đẩy lên tới 100.000 đồng một chục. Nhưng chỉ 2-3 tuần sau đó thì giá dừa khô rất thảm hại, chỉ còn 15.000 đồng một chục. Một mặt hàng mà chỉ trong 3 tuần đã giảm tới 8 đến 9 lần, đó là nghi vấn mà chúng tôi đặt ra. Tại sao lại như vậy? Chỉ có những mặt hàng bị làm giá mới có những bước sóng khủng khiếp như vậy. Tạm gác lại câu trả lời này, chúng tôi tiếp tục lần về quá khứ với những mặt hàng dị biệt khác. Phải có đến hàng nghìn con đỉa như thế này đã bị vứt xuống một thửa ruộng chỉ vài trăm mét vuông tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là hậu quả của một cơn sốt thu gom đỉa đem bán cho thương lái Trung Quốc diễn ra vào cuối năm 2012. Với mức giá thu mua lúc cao nhất lên tới cả 1.000.000 đồng một kg, khiến nhiều người dân đổ xô đi bắt đỉa. Không ai biết cụ thể các thương lái Trung Quốc mua đỉa để làm gì. Có người bảo là để làm thuốc, có người bảo là để làm giấy và thậm chí là có người bảo là để làm xúc xích. Thế nhưng chẳng được bao lâu, thương lái Trung Quốc bất ngờ bỏ đi, khiến hàng trăm kg đỉa vô giá trị. Không biết giữ ở đâu, họ đành vứt xuống ruộng. Không ai dám mà xuống đây nữa hết trơn á. Tối sợ nít ngủ dưới đất á, bò vô cái ảnh hưởng. Nó vô được trong con người mình là cứ như là không bao giờ sống nổi. Nó ăn chừng nào mà hết óc, hết người kia là mình chết thôi. Nó khổ khoảng vậy thôi. Còn tại Bình Phước, cũng vào thời điểm cuối năm 2012, xuất hiện tình trạng các thương lái đến thu gom lá điều khô. Cây điều là cây thế mạnh ở vùng này. Giá thu mua khoảng 500 đồng một kg, có lúc tăng lên 1.000 đồng một kg. Mức giá chưa từng có vì từ trước tới nay chẳng ai đi thu mua lá điều khô cả. Người dân trong vùng không rõ các thương lái thu mua để làm gì, còn thương lái cũng chỉ biết là có người đặt hàng nhờ thu gom. Việc thu gom lá điều khô đã dẫn đến cảnh tận diệt lá điều. Có người hái lá điều tươi đem phơi khô để bán hoặc phun hóa chất để lá điều rụng hàng loạt. Điều này sẽ ảnh hưởng đến năng suất của cây điều vào mùa vụ năm sau. Và đây chính là bảng đồ họa mô tả diễn biến giá trong việc thu mua đỉa của các thương lái nước ngoài được diễn ra tại nhiều tỉnh thành vào hồi tháng 12 năm 2012. Ban đầu các thương lái nước ngoài đưa ra thông tin cần mua một khối lượng lớn đỉa, mỗi kg có giá khoảng 300 đến 400 ngàn đồng. Chẳng ai biết họ mua để làm gì, nhưng với mức giá cao nên người dân đã đổ xô đi bắt đỉa. Thực tế cũng có một số người kiếm được vài triệu đồng một ngày. Nhưng sau khoảng một tháng, giá đỉa tiếp tục được nâng lên 650.000 đồng một kg và đỉnh cao là lên tới 1 triệu đồng một kg. Một mức giá có thể nói là lên trời. Đến lúc này thì nhu cầu mua đỉa lên cao chưa từng thấy và số người đi thu gom ngày càng đông, thậm chí là bất chấp tất cả để mua nhằm bán cho các thương lái nước ngoài. Nhưng cũng chỉ giá mức cao đó cũng chỉ tồn tại được khoảng 2 tuần. Các thương lái nước ngoài bất ngờ ngừng thu mua, lúc này con đỉa trở nên vô giá trị và đó chính là quy luật về giá mà các thương lái nước ngoài áp dụng cho mặt hàng đỉa và một số mặt hàng nông sản dị biệt khác ở nước ta. Vâng, anh Quang Huy này, tôi thấy là các cái mặt hàng mà anh vừa nói ở trên hình như là chẳng có giá trị gì cả. Nhưng mà ngay sau khi nó được đẩy lên giá rất là cao, có lúc thì lên tới cả triệu đồng một kg như là đỉa chẳng hạn, thì rồi ngay sau đó thì nó lại bị vứt ra đầy ao và đầy đồng. Vậy thì thực chất những cái mặt hàng này đi đâu ạ? Dạ vâng, theo chúng tôi được biết thì những món hàng đó thì được các thương lái nước ngoài ra giả tuyên truyền là sẽ mang đi xuất khẩu. Nhưng thực ra thì các mặt hàng đó chưa hề rời khỏi Việt Nam. Tôi mời chị và quý vị cùng khán giả cùng theo dõi câu trả lời từ hải quan và những người bốc vác ở cửa khẩu Tân Thanh, một trong những cửa khẩu xuất khẩu nông sản lớn nhất của nước ta. Tại cửa khẩu Tân Thanh thì đa số là hoa quả nông sản thôi. Chúng tôi chưa thấy có mặt hàng kỳ quặc như là móng trâu bò hoặc là đỉa thì cũng không thấy có. Anh có bao giờ được thuê mà bốc mấy cái hàng gì mà nó kỳ lạ, nó kỳ quặc mà không biết để làm gì người ta bốc sang không? Chưa, cái đấy là chưa bốc bao giờ. Là những cái đồ mặt hàng nông thủy hải sản khác đặc biệt khác thì
tôi cũng chưa thấy xuất hiện. Liệu thì những mặt hàng dị biệt trên có thể được xuất chui hay là xuất lậu hay không ạ? Vâng, đó cũng là câu hỏi mà chúng tôi đặt ra trong quá trình điều tra. Chúng tôi đã khá thận trọng khi đưa ra những số liệu này, bởi lẽ có một số mặt hàng không có mã hàng nên không nổi lên tờ khai của hải quan, có nghĩa là không thể hiện được bằng số liệu. Chính vì vậy, phóng viên chúng tôi lại tiếp tục tìm đến các cửa khẩu để hỏi xem những mặt hàng kỳ dị này là có được liệt kê và được chuyển lên cửa khẩu hay không. Tuy nhiên, ngay cả những thương lái Việt Nam tại các cửa khẩu, lái xe và cả những người bốc vác cũng đều khẳng định là không có mặt hàng nào là lá điều khô, lá vải khô, thân sắn non hay đỉa được thông quan cả, kể cả con đường chính thức và nhập lậu. Khi tôi đặt câu hỏi này với những người nông dân bị thiệt hại ở địa phương thì họ cho biết hàng hóa đó chẳng đi đâu cả. Sau khi nó được đẩy giá lên cao thì lại bị vứt lại và không thương tiếc. Những ao đỉa và những núi lá điều khô trong đoạn clip vừa rồi đã cho thấy rõ điều đó. Vậy thì câu hỏi tôi muốn đặt ra là ai sẽ là người được lợi từ hoạt động mua bán kỳ quặc này ạ? Theo lời kể của những người thương lái địa phương thì những người chịu thiệt hại nặng nề nhất có lẽ là những người ôm hết tài sản và những hàng hóa chẳng có giá trị nào như vậy thì chính là những người thương lái. Dĩ nhiên là những người thương lái nước ngoài sẽ là những người được lợi nhất từ chuyện này. Chính những người này đã mua hàng đợt đầu, đợt 2, thậm chí là đợt 3, đợt 4 và chờ đến khi giá lên tới đỉnh điểm thì họ tiếp tục tuyên truyền rằng là vẫn đang cần một khối lượng lớn. Và rồi những người thương lái nước ngoài tung ra bán chính những lô hàng mà đã mua ở thời điểm trước đó. Những người Việt Nam thì ham lợi thế ra sức thu gom lại và không hề biết là đang mua lại chính những hàng hóa của mình đã bán cho các thương lái nước ngoài trước đây. Đó là câu chuyện buôn bán nông sản ở Việt Nam. Còn bây giờ tôi muốn mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi một clip mà nói về thị trường, nói về cái cách làm giá trên thị trường chứng khoán. Nghe thì có vẻ là không liên quan, nhưng sau khi xem phóng sự này và để ý một chút thì quý vị và các bạn sẽ có thể thấy được những cái sự tương đồng trong cách làm giá nông sản cũng như cách làm giá trên thị trường chứng khoán. Chứng khoán Trung Quốc năm 2007, một năm bùng nổ của thị trường. Nhà nhà lao vào cổ phiếu, người người lao vào đầu tư, hàng loạt công ty nô nước lên sàn. Thị trường chứng khoán được coi như một cái mỏ béo bở. Tiết kiệm đổ vào chứng khoán, lương hưu đổ vào chứng khoán. Mọi giác quan căng ra để nghe thông tin về chứng khoán, tất tần tật cho chứng khoán. Song lúc thị trường thăng hoa cũng là lúc nở rộ các mánh khóe gian lận. Có một chiêu thức dù không hề mới trên các thị trường phương Tây, nhưng nhiều nhà đầu tư Trung Quốc vẫn bị lừa. Chiêu thức thao túng giá chứng khoán kinh điển, bơm và đẩy. Bơm thông tin, bơm tiền, gom vào cổ phiếu, đẩy giá cổ phiếu lên cao, hút nhà đầu tư lao vào mua hàng, rồi bất ngờ ồ ạt xả hàng ra, kiếm lời, khiến thị trường không kịp trở tay. Mánh khóe này đã được một công ty đầu tư chứng khoán có tên là Trung Hàng Tín Quảng Đông sử dụng thành thục để móc túi nhiều nhà đầu tư. Một chiến dịch bơm thông tin trị giá gần 7 triệu đô la Mỹ đã được những kẻ tội phạm tung ra. Chiến dịch này chỉ nhằm vào một số cổ phiếu nhất định. Tiền cũng được chi ra cho một loạt các chương trình truyền hình nhằm quảng cáo cho các cổ phiếu đó và để mua khoảng 30 chuyên gia uy tín từ 10 công ty chứng khoán khác nhau. Những lời khuyên, những lời tư vấn từ các chuyên gia có tiếng được đưa ra và nhà đầu tư hăm hở nuốt từng lời. Rồi giá những cổ phiếu được khuyên thì cứ tăng lên, tăng nhiều phiên liên tiếp, tăng một cách bất thường. Nhà đầu tư lao vào mua mà không mảy may suy nghĩ. Nhưng không ai ngờ, trước khi thực hiện mánh khóe bơm thông tin, cựu giám đốc của công ty chứng khoán kể trên đã mở trên 100 tài khoản ngân hàng và 150 tài khoản giao dịch ở các công ty chứng khoán dưới hàng chục cái tên khác nhau. Mục đích là để mua một loạt các cổ phiếu cần làm giá với giá trị lên tới trên 2 tỷ nhân dân tệ. Và khi hàng loạt các cổ phiếu lên đỉnh, khi nhà đầu tư đang say sưa ôm mớ cổ phiếu giá cao ngất ngưởng, thì những kẻ phạm tội của Trung Hoàng Tín Quảng Đông ồ ạt xả hàng. Nhà đầu tư nhỏ không kịp trở tay, dẫm đạp lên nhau để bán tống, bán tháo, mớ cổ phiếu giá cao vừa mua bằng mọi giá. Nhưng hầu như bị kẹt cứng vì không thể địch nổi với lượng xả hàng quá lớn từ những kẻ thao túng giá. Chúng đã đốt túi tổng cộng gần 70 triệu đô la Mỹ chỉ trong một thời gian ngắn. Quý vị có thể thấy rằng cách thức đẩy giá từ vụ bán cổ phiếu này giống hệt như lời kể của những thương lái địa phương mà tôi vừa tường thuật lại không ạ? Tôi không dám đưa ra lời khuyên cho bất cứ ai, nhưng tôi rất mong những người nông dân ở mọi miền đất nước khi xem chương trình này và hãy thận trọng với những mồi câu béo bở. Đã có quá nhiều bài học xảy ra ở nhiều địa phương, đã có nhiều người nông dân tán ra bại sản vì lao vào cái vòng xoáy làm giá này. Hy vọng sẽ không còn những người nông dân trắng tay một đêm vì tham gia vào quá trình buôn bán nông sản kiểu này. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mời chị Vân Anh tiếp tục chương trình. Vâng, xin cảm ơn phóng viên Quang Huy ạ.